Sau 90 phút làm bài, hơn 98.000 học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, điểm thi này có gần 560 thí sinh tham gia dự thi. Đúng 15 giờ 30 phút, thời gian làm bài môn ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc, các em học sinh phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024. Kết thúc 90 phút thi tiếng Anh, các sĩ tử đều tỏ ra mừng rỡ khi đề thi được đánh giá dễ thở. Nhiều em học sinh tự tin giành điểm cao ở môn thi này. Theo em cảm thấy là thi tiếng Anh năm nay là có lẽ là vừa sức với các bạn, không có gì gọi là quá khó. Tại vì là nếu như mà tụi em đã ôn bài rồi thì tụi em chắc chắn sẽ làm bài được. Nó không phải là kiến thức ở bên ngoài quá nhiều, nó chỉ là vận dụng những cái mà tụi em đã từng học. Nên là em cảm thấy đề năm nay là vừa ổn vừa sức với các bạn học sinh nè. Và em cảm thấy rất là thoải mái luôn. Em không có cái gì gọi là áp lực hết, tại vì em đã học bài và ôn bài rất là kỹ rồi. Thì hôm nay thì em thấy là dễ hơn so với tương đối là mấy năm trước. Thì hôm nay thì em cũng tự tin lắm, em học hết rồi nên là vẫn làm được. Chắc là tầm cỡ từ 9 trở lên. Dạ thì cũng đỡ được 2-3 phần vậy đó. Tại vì ngày mai vẫn còn thi một môn nữa là toán học nên là về nhà em sẽ ôn tiếp ạ. Sáng mai ngày 7 tháng 6, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia thi môn toán. Thời gian làm bài là 120 phút, giờ phát đề thi là 7 giờ 55 phút, giờ bắt đầu làm bài là 8 giờ.